Thử bơm nước 4 thì nha bà con. Ghê không? Cao bao nhiêu mét? Ồ, cao khoảng 15 16 mét đâu ạ? Ghê ha. Đó. Đó. Để nghĩ là vừa ha. Ghê ta. 15 16 mét luôn đó không kìa. Bắt đưa đây đó à, rồi chỉnh giờ luôn, chỉnh giờ đủ hướng luôn đó. Ồ, như chuỗi cháy vậy ta, tăng ga tí đây. Ê, đứng vô nhà, đứng vô nhà à. Ghê à. Ghê thiệt. Ồ, màu cam ha, thì bơm nước 4 thì nè. Chữ Nhật với chữ Thái luôn nè, ghê vậy. Chữ Nhật với tiếng Anh. Không được. 4 thì nghe bà con. 140 FA là 1.5 nè. 16 củ tùng đầy đủ nha, còn có dồi ống đầy đủ nè, còn có dồi với khoảng 5 mét ống nè, mà con mua về dục nước bơm xài thôi. Đây là bốn ống cơ 4 thì, 2 thì cũng có nha, 4 thì là không pha nhớt, 4 thì là xăng đổ đây, nhớt đổ đây. Đó là ống cơ 4 thì. Đây 4 thì đây, 4 thì. Động cơ 4 thì thôi. Đẹp nha. Có mét dây khoảng 5 mét dây là con về xài luôn. Khỏi sợ mua dây rồi mất công phiền phức đây. Dục xuống nước là tự bơm mà con khỏi cần mồi nữa. Khởi động rất là nhẹ nhàng luôn, dục nước tự động bơm mà. Như đây cái cục này nó như có 7.9 rồi con. Cái máy không có 7.9 nè. Nguyên cái thúng ra là 7.9 nè. Chiều dài là à, chăm nhớt đây rồi phải không? Giờ tới chăm xăng test thử rồi con. Đây là đầu tiên cái máy này về luôn. 4 thì không cần pha nhớt nha. Đổ xăng vô chạy thôi. Con nó mạnh cỡ nào kéo tè tè đã lắm nè. Có núm bơm xăng không con? Con mỗi lần khởi động phải bơm vậy. Tắt được hết không? À, để nà ngang dịch chẳng được luôn. Nóng le kìa. Tên ga không? Tên ga chứ. Ồ, yên ha. Tiện ha. Đúng vô cây á. Bậy. Ở dưới đít ra. Quá mạnh luôn bà con ơi. Lên ga. Quá mạnh rồi con ơi. Hết. Lên ra cho lớn này. Qua đây đúng không này thôi. Sao đâu. Rồi. Anh ơi. Lớn rồi lớn cái này. Rất mạnh nha bà con. Quá trời mạnh luôn. Quá mạnh luôn. Rồi được rồi. Căng vô chi. Có chừng lỡ đảo rồi, chứ nó còn chút xíu rồi. Sao 4 thì mà. Yeah.
trời đất ơi, chỉnh giờ chỉnh trời, chỉnh giờ đi, chỉnh giờ đi. Cho chú trải nghiệm đi. Ờ đúng rồi đó. Lấy ghe luôn đi. Dạ được. Cái máy là máy gì nữa? Mô máy nén. Xịt thuốc luôn. Thuyền bơm nước mà con, thuyền bơm nước ruộng nè, có phụ tùng phụ kiện đầy đủ nè, mua về là xài thôi, khỏi mua thêm gì nữa. Ống giờ ống dòi đầy đủ, hai dòi một ống, ống hơn 4 mét nha, có hai cái dòi luôn, dòi bắn xa và dòi tưới luôn, dòi tưới xương luôn, đẹp lắm. Maku Magaku model Thái Lan luôn nha. Cái thuyền nè bỏ dưới nước mình kéo đi, đi đâu kéo tới đó, giật hai bốn thuyền cũng tiện mà con, khỏi phải nhớ. Bơm nước cực mạnh luôn, dòng cắt cỏ là bơm nước mạnh lắm, cắt tiện mà con. Nó để nước là bơm thôi, ống ra là 42 luôn nè. Có ống sẵn mà con, khỏi mua hết trơn, mua về là xài thôi, khỏi mua thêm ống gì chứ. Ống dồi có sẵn hết trơn. Nè, mấy cái mương nhỏ nhỏ nè. Là bỏ nó xuống kéo dài dài dài, kéo đâu tưới tới đó nè, tầm khỏe nè. Mương nhỏ nhỏ, mương ở chừng 4 tấc rồi kéo được cái này rồi. Rất tiện nè. Makuga Thái Lan. Rất đẹp. Các bạn thuyền bơm nước đi. Có tiền việc mát nước nhẹ nè. Má là 4 thì chăm nhớt cho đây nha, chăm cả chừng cốc cũng rượu được rồi, nhớt á. Đây. Xăng thì đổ bình thường, khỏi cần pha đồ cực. Đổ vô chạy thôi. Có tay cầm như cái nồi em bé, sắp nồi em bé nhẹ có mấy ký rồi con, 5-6 ký vậy. Chừng 5 ký thì dữ lắm rồi, rất nhẹ luôn. Hết những lô em bé đi. Thuyền luôn, đó là thuyền bơm nước mini đi, siêu mạnh, siêu nhỏ, siêu gọn luôn. Rất tiện. Nào có chung chưa?
con bởi nước kéo nó có rồi sẵn bơm mà khỏi cần mồi, nhưng cái giật nước để lên nó kéo chạy tè tè đã lắm. Dạ tâm lâm anh. Cái đó O11. Đẹp. Gọn nhẹ. Đây thì bà con cái thuyền bơm nước nè, dành con bà con để nước kéo đi đâu bơm tới đó nè. Maguka nè, của Thái Lan luôn nha. À, 2 thì 4 thì đồng hoàng. Đó bà con cần giật máy kéo để xuống nước nè, kéo đi đâu có dòi cung luôn nè. À, có dòi cung luôn, dòi 4-5 mét luôn. Đứng trên bờ là cung được luôn nè. Cái dòi có chỉnh chế độ cung nữa nè, rất tiện rồi coi, 4 mét. Không cắt 4 mét đứng trên bờ xong mình kéo. Đi đâu mình kéo tới đó, à, kéo nè. Đi đâu mình kéo tới đó là động đi theo mình nè. Ống cái dòi được chỉnh luôn thế độ nè, đi xa cũng gần luôn nè. Đặc biệt máy rất tiện, 4 thì không cần khoan nhớt mà cũng khỏe. Nó giật rất là nhẹ các bà con. Nó giật rất là nhẹ luôn. Magatuga của Thái Lan. Tiện, anh thích gọn nhẹ nó chừng 5kg, 6kg à. 5, 6kg à. Tiện gọn nhẹ luôn. Chế độc là để vô mương nhỏ nhỏ đứng trên bờ mình kéo nè, khỏi cần lội tiện hút nước luôn nè, bị nóc luôn. Ra đầu này, ra đầu này con để dưới nước rồi con đứng trên bờ mà kéo rồi tưới cây rồi nè. Mấy cái clip nha, mấy cái ao nhỏ nhỏ đó, mấy cái đường mương nước nhỏ nhỏ để nước kéo thôi, tiện mà con ơi. Bắn nước lên bờ xong có đủ dồi luôn nha, đặc biệt có dồi bắn xa nè, dồi tưới nè, tưới xương nè, tưới nè, đừng cho gãy bông, gãy nụ, gãy da trái nè, đủ chức năng luôn. Mà tưới như cái thùng tưới vô sen nó chỉnh chế độ luôn nè, tiện đủ loại luôn. À, tưới đủ đủ kiểu luôn, tưới như dầu hoa sen vậy đó, sen có bình thường thưa tưới đó. Đây thuyền, đây này bơm nước mấy mương nhỏ nhỏ chừng vài tắc rồi bỏ vô kéo thôi. Alo nghe anh ơi, phải 9,5 đúng rồi. Ok anh, đẹp á. Đó sao cái như vậy, mất điểm mấy ký mới được anh. Đây coi thông số nè, ống ga là 42 nè, toàn bộ trọng lượng là chỉ có 9,5 kg, điện có xăng nhớt đầy đủ là 9,5 kg nha, là 15 mét khối trên giờ bà con, tốc bổ bơm cũng được 15 mét khối trên giờ.